Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Tiếp tục hôm nay đi dành xíu nha. Dùng cái dây của Tú Lê đưa bà bán ấy đi. Thế mai có gì cứ gửi qua cho mình. Anh hiểu rồi. Multi kill. Ok, Lương ơi. Được hay không được thì bạn bán luôn chuột luôn. Lương đang bán cho cái lót chuột, cái lót chuột với lại con chuột mới anh em ạ. Sao? Thế cứ chốt giá đi, cứ chốt giá xong rồi gửi qua cho mình nhá. Được, ghi nhận luôn. Tôi thì thoải mái à. Anh em chơi nhau thoải mái à. Không có gì cả. Giúp đỡ nhau được cái gì giúp đỡ thôi. Ok. Có gì tí nữa mình gửi thông tin qua cho nhá. Thì cứ rảnh khi nào thì gửi qua cho mình khi đó. Nói chung là lúc nào rảnh thì gửi. Đang nói chuyện với bạn Lương tôi một xíu nha anh em nha, thông cảm nha. Có gì tí rào còn một này. Có gì tí đó tập trung bắn sau. Team mình đang 4 bắn 5 luôn chứ. Phải là trưởng thật. 4 bắn 5 mà thằng bên kia nó còn vừa nó còn gáy cái gì nhỉ. Mình cũng đọc thoáng thoáng rồi. Không biết anh em có nhìn nó chát cái gì không. Ok bạn ngủ đi. Lương nghỉ rồi, tập trung bắn nha anh em nhá. Vừa tôi thấy như có thằng bên kia nó gáy sao á. Nó thấy bên này 4 bắn 5 nó gáy gì ấy. Tập trung bắn đàng hoàng. Cố lên. Cứ đứng này đục này không ăn thua. Ép lên tham minh nó quả bom nó gần lỗ rồi. Xe có một kìa. Lỗ A một xe một. Bom lỗ rồi. Càng vết nhà team mình không biết là có chống chọi được không. Thèm thiếu người. Thiếu thật chứ còn gì nữa. Con này có vẻ đi rào đông rồi. Nào chạy đi. Vẫn còn một thằng rào đó, thằng slip rồi ra đây. Mày à. Phải thằng slip đi không nhở. Đùa với chúng tôi à. Tem này thiếu người, tôi cứ làm 2 làm 3 cho anh em tôi làm lốt. Nhà bị. Ui giời, C4 đây rồi, này mày chết rồi. Quay lại đây. Ồ không quay ạ. Quay lại ngay chứ còn gì. Bật ngược luôn cho nó sợ. Không thằng nào đứng lỗ chó luôn. Bê đông này, bê đông này. Bắn này anh em phải đổi mạng được cơ. Team bên mình nó phải đổi mạng được thì mới dễ thở. Ở lúc còn đấy đứng có mò ra.
Nước còn này, bảo không nghe luôn. Thằng nữa ở đâu ta? Dốc B à? C4 ở ngay đây rồi. Đứng đây mà canh C4 thôi. Cẩn thận nó móc nhà hồi sinh. Ở đâu ấy? HL này. Nó lên chưa ta? Đây này. Ôi, đưa tâm trượt kìa. Đấy, quả đưa tâm chuẩn thì ngon rồi. Thu 1-3 kìa. Trưởng. Khó thế nhở? Bán nào tôi cũng làm 3 thằng đây anh em ạ. Đó, bọn nó đang gáy hay sao kìa. Bọn kia nó đang gáy đó. Nó tìm tôi cứ già chết, già chết, già chết. Hay quá. HL 1 đấy. À, có thằng HL ở trong này. Trong HL kiểu gì cũng có một thằng. Không lên. Đây. Có cái địch cùng vậy. Má kề em méo ra anh em ạ. Cứa đổi quả súng cái. Má thôi sau đồng đội nó mồm để tự bắn thôi. Hay quá. Mày quá. Má quả chết điêu thật đấy chứ. Mình đinh đinh trong HN có một thằng rồi. Mình kê kỹ rồi mà nó không ra. Vãi trưởng. Cố lên anh em làm được. 4 bắn 5 chơi được hết. OB chết một này. SOS ơi, đổi mạng đi SOS ơi. Nước à. Ủa, không chết này. Thằng ấy chắc là yếu lắm rồi đấy. Mình bắn cho 3 viên cọp mà không chết luôn. Từ từ nha. Móc này. À, tìm thiếu người khó bắn quá. OB à? Flash bomb. Đúng rồi. Ôi giời ơi, sao không ở ngoài mà lại trèo vào lỗ? Trời ơi, đang ở ngoài ngon tự nhiên lại trèo vào lỗ, nó có thế nó bắn hơn. Ui chết luôn à? Khó thế nhở? Rồi xong tôi rồi. Ôi chết tôi rồi. Ê, hay quá. Vẫn chạy được anh em ạ. Đúng là dẻo. Dẻo của dẻo. Gỡ luôn á. Gỡ đi. Vào lỗ với chúng tôi này. Được chưa anh em? Tí nữa tôi làm 5 thằng ấy. Láo thật. Tem ngu vờ cờ. Bây giờ chat tem ngu rồi anh em ạ. Nào. Nào. Cứ tưởng 4, 5 bắn 4 mà dễ à. Đúng rồi, đồng đội tôi ép cũng nhiệt đấy. Xe một này, thùng ba này. Ôi trời ơi, bình tĩnh anh em ơi. Thùng một này. Ừ. Đùa. Nó móc rào nhá. Xem gì còn thằng nào. Bắn 4 thằng rồi còn đâu nữa. Từ từ đã, tôi cầm C4 nhưng mà tôi chưa đạt vội anh em ạ. Cứ từ từ xem view thằng này ở đâu đã. Nhưng mà bây giờ mà mình mà đang ngồi mình đặt C4 mà nó ra nó bắn lén thì thôi. Toang. Này không thằng nào không? Không thằng nào bay qua cái cửa mít nhỉ. Không bắn chắc cú phết đi. Từ nha, đồng đội tôi chưa chiếm được rào, từ từ từ. Cứ bắn chậm chậm lại mà bắt người thôi. Bây giờ mới có 4 đều.
Hay quá rồi. Đấy, anh em cứ đổi mạng thế là ngon. Anh em cứ mỗi người đổi mạng là dễ bắn. Tôi phải cố gắng tôi giữ cái mạng để tôi sống cuối, tôi xử lý cuối anh em ạ. Tôi mà chết đầu là tôi không có trông chờ vào đồng đội được. Từ từ nha anh em ơi. À, khó thế nhở. Tôi để cho ba ông kia đi cùng nhau, tôi đi một mình một sai thôi anh em ạ. Này, lộ B có này. Ngó cái đầu lên hộ tao cái. Ôi giời, cửa B còn này. Má, từ đồng đội ở A rồi mà sao bọn này thủ B vẫn đông thế nhở. Cửa B một nha. Ồ hay. Hay, cố lên anh em. Đừng để họ lên 5 trước là dễ toàn lắm. Đúng rồi. Thủ đi nha. Đúng rồi, một người đứng xe, một người đứng ở thủ 1 này cũng được. Đồng đội báo HL kìa. HL nhá. Cứ lúc đi câu giờ, câu tham cũng được. À, đây đầu ca này. Ôi ơi, từ từ thôi, ông lỗ à kia ra mà bắn không chết kìa. Ôi, lai, tuyệt vời. Bắn lầm. Win luôn anh em ạ. Qua lỗ A1 này. Win luôn cho sợ luôn. Đúng rồi, anh em nào bắn yếu một chút thì cứ giữ mạng lại. Hay quá. May quá có đồng đội để cover. Từ từ nha. Ôi tuyệt vời rồi. SOS đổi 2 là quá đẹp rồi. Hay. Trời ơi, win chưa? Mới vào mà chưa gì đã bỏ 4-5 thua đi đầu hàng đi à. Nào. Bắn cho sợ luôn. Hay quá. Đấy, ở đâu ấy? Hồi sinh nó phải hồi sinh lỗ B đấy. Ôi lỗ B kìa, hồi sinh nó kìa. Chắc nha, bom mới đặt nha, bom vẫn xanh lè này, từ từ thôi. Canh cái lỗ A cho tôi nha. Ôi sao không canh lỗ A để nó ra kìa. Đây nè, sợ chưa? Win chưa? Ok. Và clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha.